trả nước Việt lại. Cho nên bây giờ dầu cho có ai làm cái gì nữa, có trăm mưu ngàn kế hay là hiện bây giờ nè, bển cứ nghĩ ra là sẽ giữ được tiếp tục cái đảng để mà dơ dép, để mà làm khổ một cái dân tộc đang nghèo đói, đang đến đi tột cùng, mỗi một ngày có mấy nghìn người chết đó. Bệnh chết, thiếu dinh dưỡng chết, thiếu ăn uống chết. Hiện giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thượng đế không có nhắm mắt làm ngơ để dân tộc Việt Nam tiếp tục khổ nữa. Bây giờ mình còn khổ hơn miền Lào không thấy không? Cái phụ là Thiên Tướng Kiệt, là thiên tử con trời. Trên 8 tỷ người có một mình cái phụ là thái tử duy nhất xuống trần thời nay để mà đầu thai thành người Việt vô nước Việt. Tại vì Phật Thánh Tiên đã về nước Việt, lập cái đạo bằng nói bằng tiếng Việt để sau này nước Việt á, được cả thế giới tôn trọng nhờ cái đạo, rồi từ đó nước Việt sẽ thành cường quốc trong tương lai. Cái vụ chưa bước chân vô nước Việt thì Hồng Thiên sông núi và cả hội đồng chư Phật cũng không có gia hộ nước Việt. Cho nên bây giờ bệnh đang nghèo á, sẽ còn nghèo tiếp, nói tiếp đó. Hiện giờ trở về, tại sao hôm nay sớm không lập thiên biệt, muộn không lập thiên biệt, cách đây mấy tuần lại lập, là tại sao sự rung sự ben trên đó nhờ tất cả hội thiên design cái logo rồi nói tùm lum, hôm nay lại lặng im? Thì nó giống gì, nói ra dễ hiểu. Tại sao là người của văn minh thời đại 5G quá, Việt Nam gọi 5G, sư phụ gọi là sư phụ là nano high tech di mạch phải không? Thì giờ trước khi chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ mà nó đi ra khỏi bến để mà nó nghinh chiến á, thì mấy thủy thủ đoàn phải đứng lên tàu chào á không, rùm xì bén quá không, bắn pháo bông đồ á không, rồi dương cờ đồ lên. Bây giờ tàu ngầm đi ra khỏi biển rồi, thì hôm nay tàu ngầm của Thiên Việt đã rời khỏi bến cảng sẽ lặng, tại vì Thiên Việt đã ra đời rồi và đã có nhiều thành viên rồi. Mục đích Thiên Việt ra đời là để thu hút những cái nhân tài ở hải ngoại chắc ẩn và những người siêu thông minh, còn họ không có hiểu ăn chay hay niệm Phật đọc kinh là gì, họ là người công giáo hay đạo gì không cần biết, tại vì họ sẽ chết, họ sẽ thành thần, sinh như tướng tử như thần. Còn bên Thiên Tâm mấy con đó là sinh là Thiên Tâm, tử là bà tiên, cô tiên, ông tiên hai cái khác nhau. Nhưng mà có nhiều người thích làm thần đã hơn làm tiên. Thì Thiên Việt ở bên nước quốc nội, nghe nè mấy đệ tử hội thiên trong quốc nội, không có được gia nhập, không có được nói chuyện về Thiên Việt, cũng không có được gì hết. Sư phụ chỉ có cái Facebook và có cái kênh YouTube trên Thiên Việt để đó thôi. Nhưng mà cái tàu ngầm đi đâu ai biết. Còn trên đó thuộc cần nói cái gì thì cần nói. Còn bên Thiên Tâm mấy con không có được nôn nút, mấy con chỉ định hướng thôi. Tại khi mà tàu ra khơi thì tất cả những người trí thức lỗi lạc, người ta đã biết là có Thiên Việt. Chỉ vậy thôi, mục đích chỉ vậy. Rồi sau đó là một cái tổ chức mặt, một cái chính phủ shadow government, dịch cho tiếng Việt là cái bóng. Khi thời hậu cộng sản, những cái người này sẽ về lãnh đạo nước Việt, thay thế những cái lãnh đạo hiện tại rất là quan trọng, trong đó có cả đảng viên về hưu và có cả những bác HO cấp tướng và cấp tá. Nên nói thêm được đó, thì Thiên Việt là như thế, là một cái chính phủ lưu vong, tạm thời lưu vong nhưng mà sau này sẽ tiền. Đây Thiên Việt sau này nó lưu truyền nhiều nghìn năm đi với Thiên Tâm đi song song. Bây giờ có ăn cơm có một chiếc đũa với hai chiếc đũa, một chiếc đũa ăn cơm được không? Khó lắm, cái đạo đâu có, không có thật sao dịch được đạo. Cho nên chiếc đũa thứ nhì hôm nay mới ra, có thật mình mới dịch được đạo. Muốn nước Việt thành cường quốc, muốn con em mình ăn hiền ở lành, mình phải cho nó công ăn việc làm, cho nó cơm no áo ấm, thuốc men đầy đủ. Thiên Việt ra đời để tất cả những nhân tài trên thế giới chất ẩn để mà có một cái tổ chức sẵn sàng. 1, 2, 3 bức tường Bá Linh ứ quên lộn, bức tường Hà Nội ngã đó, thì nó sẽ có cái hàng rào lên liền. Mục đích Thiên Việt ra đời để cứu 4.5 triệu đảng viên không có đổ máu. Tại vì từ xưa nay thì hữu hứa với cha, với hội đồng chư Phật
là không có để cho dân đến gõ cửa nhà công an. Nếu mà không lập sẵn một cái chính phủ lưu vong, dân nó tới nó đâu có nghe lời ai đâu, lúc đó không có ai nói ai nghe hết. Cho nên sau này giống như bác Tô Lâm hay là đại khái công an bây giờ phải cảm ơn chính phủ cứu họ. Thầy đang chờ sư phụ về để mà làm thịt sư phụ. Từ bi không có kẻ thù, nhưng mà tâm ma thì nói người là quỷ. Tại cái tâm mình đã là ma rồi, nhìn sư phụ là nói sư phụ quỷ, nhưng mà thật sự họ là quỷ rồi. Cho nên khó bao giờ giang sơn dễ dời, đánh tình khó thay. Đảng Cộng sản không bao giờ có đồng chí như họ thường gọi, chẳng có đồng minh, chẳng có đồng đội, chẳng có tình bạn, chẳng có tình thân. Họ chỉ có quyền lợi tranh giành và hận thù oán ghét. Bữa nay sáng còn đi uống cà phê chung với họ, rồi tối kêu đàn em tới gõ cửa rồi. Vì họ không có tam bồn, vô thần, không có tin cha tin mẹ, không có tin Phật, không có tin thần thánh. Tam bồn vô thứ nhất, không có tin ai hết, chỉ tin các Mác Lênin. Thứ hai là vô tổ quốc, họ không có tổ quốc. Họ là một cái búa liềm của toàn thế giới. Nhưng mà lưỡi bò với dòng tơ lụa, nghe tàu gì á, mấy cái xương sườn bây giờ gãy láng hết rồi. Không tổ quốc. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất, không có gia đình. Tam vô mà thể chế tam vô. Và chúng ta là cái logo của Thiên Việt là In God We Trust, là mình tin tưởng có Thượng Đế lúc nào sau lưng chúng ta xử và phạt. Thì khi mà trong tương lai ở Mỹ cũng vậy, tất cả họ thiên án binh bất động, sư phụ chỉ cần tất cả các đệ tử họ thiên trong nước Việt cứ quay về hướng Đông Bắc đeo dấu thiên tâm để được qua cái nạn này và đọc kinh ngồi thiền. Còn chuyện Thiên Việt cứ để trong lòng, chỉ chờ ngày sư phụ về Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ nộp cái đơn cũng được, nộp cái đơn lẻ điền có 1 phút mà thì đã là Thiên Việt. Ở Mỹ cũng vậy, tất cả đệ tử họ thiên ở Mỹ cũng không có nên vô Thiên Việt, để chờ 24 tiếng đồng hồ trước khi mà được lệnh lên trên. Tại vì có một người hỏi gì chứ bộ ban trung ương của Thiên Việt là ai? Ô nhiều lắm, mấy triệu người ở đâu? Hồn thiên sông núi, 100 họ của Bắc Việt từ 9.000 năm nay, quá trời đông luôn. Còn là Lê Lai nè, Nguyễn Trãi nè, Quang Trung nè, Lê Lợi nè, Lý Thái Tổ nè, Mai Hắc Đế nè, trời ơi, quá trời luôn. Đó là ban trung ương, chứ họp với mấy vị mỗi ngày mà. Mà hiện giờ thì ngày Trần Đạo là vua, rồi ngày lên Việt, rồi ngày Nguyễn Văn Trừng. Rồi ở sau đó đó là có đức, dĩ nhiên là đức thầy là sư phụ quý phụ ngày Thường Dạy, rồi có Phật Hoàng Trạng Nhân Tông. Đông lắm ban trung ương, hồi xưa đuổi được giặc Mông mà bây giờ sao mà không làm nước Việt trong 3 năm thành cường quốc được, dễ lắm. Đô la trên trời như mưa nó rớt xuống, chỉ cần thay đổi cái tư tưởng chút xíu là cả nước quật khởi lên liền lẹ. Còn hơn về 6 triệu chim hiền mà cha Thượng Đế đức thầy gửi hảo ngoại, giờ người nào mà có tài giỏi nhất là được 10 tiệm neo. Chứ giờ qua Mỹ đâu phải dễ học, có bằng đại học như kiểu mấy đứa đẻ đầy đâu. Ủa cái đó biết chừng nào mới có tiền, mà đóng tiền học còn lâu lắm. Thôi mình về bển, mình đổi nghề phải không? Mình làm chức này, mình làm thơ ký kia rồi, mình lo cho nước Việt. Tại mình nói tiếng Việt dễ lắm, học khóa bổ túc thôi. Thì nãy giờ nói là tự gì Bác Hồ làm không đúng, Bác anh hùng tôi cũng anh hùng. Cái bài đó kêu là bài gì ta? Có ai biết bài tên gì không? Bác anh hùng tôi cũng anh hùng. Đây Bác Hồ là không đúng. Hôm nay nước Việt trả lại cho nước Việt, cho 100 triệu của con rồng cháu tiên Lạc Long Quân Âu Cơ từ 18 cho tới 55. Ở đây 18 tới 55 quá trời.
cái hộ già rồi, hộ tranh đấu cho 18 tới 55, rồi chỉ là đi đầu cầm cái đuốc bự thôi. Tất cả mấy con phải tự bi chí dũng, cầm đuốc riêng mình phải đi quá không. Nhưng mà dù có cả 9 người thương, nhưng mà không có người ghét thì cũng hơi buồn. Mà có ít nhất cũng có thằng điên điên nó ghét. Thì cho nên bây giờ dù có mấy bodyguard toàn là nữ võ công đi xung quanh sư phụ nè, mấy đứa này hả, sát thủ áo ren nữ không à. Nhưng mà thử đi biết, tự gì ai mà khởi tâm á, mà gọi là nghịch thiên chống trời á, chống với thiên việt, chống với thiên việt nghĩa là chống với ai biết rồi đó. Cái hộ làm theo lệnh của cha, cái hộ không có làm theo tự ý. Cái hộ là ở trên trời có một cái đại gia đình, có biết bao nhiêu tầng trời mà sư phụ cõi đại la thiên rất là sung sướng. Mắc mớ gì vậy? Chui xuống cái ổ chuột này, cái cõi ta bà này là giống như cái ngục tù thế gian mà. Chứ gì, thương chúng sanh, thương nhân loại, cho nên cha mới cho hạ phàm kỳ này màn ba để mà lập lại một, chuyển một cái bánh xe, một cái cách sống mới từ cái thời bỉ cực của cái địa cầu này thành ra một cái thời hoàng kim trong tương lai. Mà cha đó lại thương nước Việt là vì nước Việt đã được Bác Hồ xả nghiệp rồi, thì trong tương lai nước Việt sẽ thành nước cường quốc. Sau khi mọi chuyện chiến tranh bình yên, thế giới sẽ có đại hồng thủy, thì nước Việt sẽ lớn rộng hơn và những nhân tài sẽ về nước mình. Bây giờ Hữu nói nhưng mà phải có logic để chứng minh, tại cho Hữu là người khoa học chứ không phải người ảo tưởng. Ai nói cho Hữu giờ này mà còn nói cho Hữu ảo tưởng thì người nó đúng là vô minh đó, không có chịu tìm hiểu cho kỹ để mà mất đi cái duyên của đời này. Bây giờ con thấy ở đây là mình đang sống ở Mỹ đúng không? Mỗi ngày ai sanh nhiều nhất? Người ngu. Bây giờ mình nói gì dễ hiểu, mình đừng nói đụng chạm da màu vậy cho nó đụng chạm. Cái sản lượng mà trong nhà thương nó sanh cái người ngu nhiều hay là người khôn nhiều, mấy con trả lời đi. Ngu nhiều. 90%, chỉ có 10% người Á Châu mình với người Mỹ. Nó có 5-10% Á Châu Dũng sanh một hai đứa là dữ. Mà con nghĩ nếu mà nó đi đường dài đó, cái số lượng phiếu của ai sẽ nhiều hơn? Tính đi. Bây giờ cái thành phố Auckland gần đây nè, hồi sáng có đệ tử, trời ơi, nó bắn cũng giống như trong phim cao bồi, không thích là móc súng hùm hùm. Auckland gần đây chết ngay trước cửa làm ăn của nó luôn, chuồng của nó tên. Thì ốc lanh mỗi ngày tụi nó chạy vòng vòng, nó không thích ai nó bắn, cho nên giờ vô sát bên có mấy chục phút cũng dám xuống dưới này. Mỗi lần xuống thăm đi chỗ ông ớt là tôi cũng xuống rồi. Bữa hổm vô thấy Starbucks á, người ta đi qua đi lại mà tụi nó đặt chuyến xe kế bên á, người cầm ly cà phê gắn vô xe giọt luôn chứ không dám cảnh sát luôn. Bây giờ nó loạn lắm, như Chicago gần đây ốc lanh. Trở lại chuyện của chúng ta, đó là một cái xã hội vừa bệnh tật, lòng con người rất là hung ác, rồi không có luật lệ. Tâm con người bây giờ không có ai mà được yên bình. Họ thiên hôm nay và những người không phải họ thiên, mỗi ngày họ thiên vô hàng ngàn hàng vạn người mới gì nói. Bây giờ nước Việt trên 35% âm thầm là họ thiên, khoảng 35% họ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà là cũng đấy. Còn khoảng chừng 20% là sân trước sân sau á, đang giống như là khỉ mà ham ăn kẹo rồi cứ quên đi chuyện gì sao lưng ai bắt mình làm gì đó. Thì cái số lượng đó họ đang ngon lành, họ không, họ chống đói. Tại sao không biết được cái số đó? Gì? Cái bộ biết cả chuyện thế giới, chuyện bao nhiêu người thương mình, bao nhiêu người ghét mình, chứ ở đây đâu có. Trung Quy lại đầu đời, tất cả họ thiên ở hải ngoại và họ thiên trong nước Việt, án binh bất động, chờ 24 tiếng đồng hồ trước khi họ lên nó bay Việt Nam thì sẽ gia nhập thiên Việt. Còn bây giờ thì để một mình họ làm việc tại tàu ngầm á, trước khi mình ra khơi thì mình chào phải không, kéo cờ bắn pháo bông rồi rầm xì beng rồi lên chống kèn rồi lên phải không. Bây giờ tàu để cho người ta định hướng,
Bây giờ tàu đã ra khơi thì bây giờ để cho tàu ngầm làm gì? Tàu ngầm hạt nhân lặn xuống biển, không biết ai biết ở đâu. Chỉ cần bấm nút là nuclear nó lên. Đó là tóm tắt lại, và đồng thời cho hiểu xíu việc cũng như thiên tâm ngày đầu do cha lập ra. Thì nói chuyện này là messenger, tức nghĩa là người truyền tin của thượng đế. Ví dụ không phải là cũng nói đối với người thế gian thôi là giáo chủ đời thứ hai, nhưng mà trên trời đạo này của Phật Di Lặc, ngài là số 1, hồ là số 2, cái nào mà ra cái đó. Để sau này khi mà Phật Di Lặc xuất hiện á, là nó đúng những lời sư phụ nói, là tất cả máy quay phim thành 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, khoảng mười mấy cái máy quay phim mỗi ngày, một lời không có thể thay đổi được, bất di bất dịch. Và sư phụ nói từ cái tâm, cho nên không có cần gì phải lấy giấy viết, không có nói cái gì mà chặt hết. Và cuộc đời của Thiên Tấn Kiệt này là một cuốn kinh sống, nửa đời nửa đạo. Còn chỉ có những người mà làm biến chi cứu, làm biến tìm hiểu, thì họ hay phê phán một cách vô tội vạ đó, thì để cho từ từ họ sẽ hiểu sao. Đó, nãy giờ mình nói về phần thiên nhiệt là tự vì Bác Hồ đọc cái bài thơ đó là không đúng, nói được nhưng mà làm không có được. Nhưng một điều tất cả nhân loại phải biết, trời Phật thượng đế không bao giờ làm sai gì chúng ta. Trời Phật nói đâu là có đó, nói là làm. Thế giới này sau này thành một thế giới đại cực kỳ sung sướng, không có chiến tranh, không có đổ nát, không có bệnh tật. Nước Việt sau này sẽ thành cường quốc, sư phụ bảo đảm lấy cái mạng này đổi luôn à. Có không phải nghèo như bây giờ, sung sướng khắp năm châu, 6 triệu người sẽ về nước Việt, và nước Việt sẽ giàu có cực kỳ. Cái đứa mà nghèo nhất đi nữa ít nhất cũng có vài cái nhà bãi biển, sẽ không có bán vé số, không có đau ôm nữa. Tại thời đối thủ mà về đó, tôi làm theo kiểu xe mà kiểu Nhật á, nó đi từ Tokyo Osaka bằng 500-700 cây số, giờ Bắc tới Nam đi có mấy phút mà. Người ở ngoài Bắc đi vô miền Nam làm, người miền Nam ra miền Bắc làm việc, tối về nhà ngủ được, bảo đảm cái đó dư sức. Tại cái nước Việt mình á, tính ra nó còn nhỏ hơn Cali nữa, tại sao không được. Xe nó chạy 500-600 cây số là chừng nửa tiếng là tới rồi, là ở ngoài Bắc vô Nam làm, Nam ra Bắc làm việc được, rất là dễ. Chẳng qua nước của mình á, một năm á, làm ruộng, làm lúa, trồng gãy, chẳng có nhiêu tiền á, mà tự nhiên á, đi rút ruột của nước Việt 42 tỷ dạng thịnh phát. Con thấy đau lòng không? 42 tỷ đô á, đó là một người. Còn những người mà bắt trọng bây giờ á, ổng không có moi ra, có mấy chục người bên đó nữa, mỗi người cứ 40 tỷ, 20 tỷ, 10 tỷ thì dân lấy gì đâu sống. Đẻ ra là kiếm cái sổ nợ 50 triệu với World Bank này, IMF. Nít Việt Nam giờ vừa đẻ ra là mắc nợ thế giới, tại tiền nó phải đi mượn, mượn mới giờ được túi chứ. Chứ rừng rồi chặt hết rồi, dầu quả rồi cũng mất hết. Ok, trời còn nắng đấy, ok, chỗ nào mát mát rồi. Rồi á, ai hỏi đi. Mấy gì coi với tầng trời phải tức cười lắm. Trong chùa Phật tử gặp mấy vị này lại móc chán, còn gặp cha mình đó thì không lại. Mà trong khi mấy vị này là giống như là lính của thượng đế thôi, con hiểu không? À, làm chẳng kiểu gì. Bữa kiếm này gớt xuống, cái sư phụ nói chuyện với ngài, cái ngài nó trời ơi, kiếm thiệt của tôi dễ gớt. Tại này kiếm thường bữa nó mưa á, gớt xuống. Ông đứng đó đó, mấy vị đứng đây, mấy con đừng coi tượng, tượng là thiệt không á. Sư phụ nói chuyện hết tất cả, có những gì mà không có tượng sư phụ cũng tiếp xúc hết. Cả mấy ông lân nó cũng là thiệt nữa đó. Bữa hôm đứng đây nè, ông bay lên trời như này đó, lân là. Ok rồi, hỏi đi.
đông quá lo lâu mới thử xa tới cho hỏi chùa ít nói. Chỉ nói tóm lại tiếng Việt là già tàu ngầm ra biển để mình chùa làm việc.